vị thân mến, không còn thi đấu gì nữa cả. Chúng ta sẽ không có phải lập luận để bảo vệ bản thân nữa, hoặc là loại trừ bạn bè của mình nữa. Thôi, Trinh, Yến, nhìn vô đây nè. À, trên màn hình còn những câu hỏi này. Các bạn thống nhất lựa chọn một câu nữa cùng nhau trả lời lấy điểm. Tư duy đi chị. Ok, chị thích số mấy? Tư duy 4. Tư duy 4 nha. Câu hỏi tư duy số 4 như sau. Đây là câu hỏi đuổi hình bắt chữ. Mời các bạn nhìn vào cho Minh sẽ biết từ khóa này có nghĩa là gì. 30 giây, bắt đầu. Thời gian 3, 2, 1, hết giờ. Xin mời Miko Lan Trinh. Trinh thấy có một căn nhà và Trinh thấy có một cái bình truyền nước, nên Trinh cho là chữ gia truyền. Gia truyền à. Thôi thôi. Hợp lý. Yến tha thứ. Em lựa chọn gì? Em thì vì là em cũng hay truyền nước ấy, cho nên là em biết cái cây đấy gọi là cái cây truyền nước. Còn cái nhà đang truyền nước thì em có đáp án là nước nhà. Đúng là bạn thân với nhau, bên này nói y chang thế. Bắt tay từ xa. Đấy. Yeah. Nhưng mà nếu mà nước không á, thì mình có thể để một cái biển hoặc là một cái gì đó nó có nước thôi. Chứ còn nếu mà gợi ý cái cây truyền nước này á, thì phải mình lấy ra cái từ truyền mới đúng. Là phải dùng từ truyền và cộng thêm cái nhà, tiếng Hán gọi là gia. Gia truyền, chính xác. Chúc mừng Miko Lan Trinh. Và ngay giây phút này, hãy cùng với luồng sáng của chương trình đi tìm người có điểm số cao nhất. Và ánh sáng tắt. Và sau 3 vòng thi, chúng ta sẽ tổng kết điểm loại đúng, loại sai, hay là các bạn đã sử dụng được cái quyền năng của chính mình hoàn toàn hợp lý. Kết quả 3, 2, 1, dừng. Chúc mừng Miko Lan Trinh. 125 điểm, rất cao ngày hôm nay. Em biết em không có điểm mà, bởi vì nãy giờ em chưa trả lời đúng được câu nào. Hai đứa về chỗ, về chỗ. Bảo về chỗ, biết là ức lắm như vậy đi. Ngay giây phút này thì chúc mừng Miko Lan Trinh trước. Bạn đã thắng giải thưởng, mà tôi thấy là bạn hơi sượng. Mọi người không ai nghe Trinh nói Trinh là người chiến thắng mà mọi người không Nào lại, nào lại nào. Chúc mừng Miko Lan Trinh. Mọi người ơi, hôm nay Trinh chơi giỏi không mọi người? Giỏi. Chúc mừng mọi người, Trinh là cao thủ viết nước. Cao thủ hôm nay chơi rất là giỏi, cũng khá là may mắn cho Trinh. Tại vì là kiến thức mình có nè, rồi những cái lập luận của mình rất là sắc bén nè. Cái thứ hai là ẩn mình của Trinh cũng khá là hay. Có nghĩa là Trinh làm sao để cho mọi người cảm thấy là mình ngây thơ nhất. Rất thật. Rồi, Quốc Bảo, em là ai? Vâng, xin được giới thiệu với mọi người, em là chuyên gia dịch chuyển. Và em đã có cái âm mưu là dịch chuyển số điểm của chính cái cô gái này. Em muốn loại cô gái này để lấy điểm. Em biết cô là cao thủ luôn, nhưng không ai theo em. Bạn sai từ đầu, ai biết bạn chọn thắng. Từ đầu bạn chọn tôi đỡ hơn. Không, thì đó, đúng một cái là tại vì vòng đầu tiên là Trinh làm Bảo không có nghi ngờ được. Vòng đầu tiên là cái người mà làm chúng ta nghi ngờ nhất đúng là Thắng. Là em. Tại vì Thắng không có được cái sự mà thật thà. Nhưng mà nha, nếu mà là anh thì cái kinh nghiệm á, anh thấy những người chơi á, lúc đó em, ví dụ như em đang nghi ngờ Thắng đúng không, em phải bẻ lái luôn và biết được tự nhiên lúc đó Thắng theo phe em luôn và Thắng sẽ nghi ngờ Trinh giống như em luôn. Đúng, đúng, nếu mà tính đường xa đường tính dài. Đường xa là như vậy, nhưng mà không sao cả. Rồi, chuyên gia dịch chuyển không cướp được điểm nhá. Thắng sao? Em thực ra là em cũng không nghi ngờ anh Bảo là cao thủ, nhưng nói làm gì, rất có một cái không vui là bởi vì là em là người hoán đổi mà em lại thích vào anh, thế nên là em muốn lấy chức năng của anh. Người hoán đổi cũng không sử dụng được tốt quyền năng của mình luôn. Rất tiếc cho bạn. Yến, chắc chắn em là... Chắc chắn em là phong tỏa rồi ạ. Thật ra em đến chương trình này ấy, cái ý nghĩa em mang đến nó còn cao hơn rất là nhiều. Hay quá em. Khi mà tại sao em đến đây, em lại giới thiệu là em chơi hệ tâm linh, bởi vì em muốn truyền cho mọi người một ý nghĩa: chúng ta phải dựa vào thực lực và kiến thức của mình, đừng tin vào may mắn. Duyên dáng lắm á. Nhờ cái sự duyên dáng đó mà chương trình dành tặng cho em giải nhì 5 triệu đồng. Chúc mừng. Bởi vì là Yến đã vào đến vòng 3, mặc dù là điểm 0 nhưng mà bạn đã có mặt ở vòng 3, cho nên bạn về nhì ngày hôm nay. Nhưng 10 triệu đó mới giá trị. Chúc mừng Miko Lan Trinh. Thôi thì đại diện cho các nghệ sĩ là chúc cho Trinh sẽ có nhiều cái hạnh phúc, may mắn sắp tới. Và đặc biệt là chúng ta sẽ thăng hoa hơn nữa với nghệ thuật nghe. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn Thắng, cảm ơn Yến Thập Tư, cảm ơn Bảo, cảm ơn Trinh nha. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với Minh Xù và truy tìm cao thủ tuần này. Và đặc biệt ngày hôm nay cao thủ quá là xuất sắc đúng không ạ? Đừng quên mở TV vào lúc 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 để khám phá những tập thi đấu tiếp theo của chúng tôi nhé. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và
hẹn gặp lại. Bye.